Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Ngày hôm nay Lê Vân sẽ mang đến cho quý vị một chiếc loa kéo vô cùng thần thánh. Bởi ngoài chức năng chính là phát nhạc thì chiếc loa kéo này còn có chức năng như một đầu karaoke kiêm luôn Android Box. Quá tuyệt vời phải không nào? Và ngay bây giờ hãy cùng Lê Vân khám phá ngay sản phẩm nhé! Loa kéo di động Arirang MK3600 với công suất 600W cho âm thanh mạnh mẽ. Ngoài sử dụng nguồn điện trực tiếp, loa còn có thể sạc, thời gian sạc khoảng từ 6 đến 8 tiếng, để sử dụng từ 2 đến 4 tiếng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc cho bạn, kể cả với những buổi tiệc hoặc thậm chí là cắm trại ngoài trời. Sản phẩm có trọng lượng là khoảng 32 kg, khá là nặng. Tuy nhiên thì phần tay kéo ở đây và phần bánh xe ở dưới loa rất là tiện dụng cho việc di chuyển, giúp cho việc kéo loa đi một cách dễ dàng. Sản phẩm được Arirang trau chuốt về thiết kế, mặc dù kiểu dáng thì khá là phổ biến. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng quan sát chi tiết hơn về thiết kế của sản phẩm quý vị nhé. Loa kéo với thiết kế thùng gỗ chắc chắn với những đường bo cong, thùng được phủ sơn giúp chống bám bụi và ẩm mốc, màu đen lịch lãm kết hợp cùng tay kéo linh hoạt. Mặt trước là lưới kim loại với các mắt lưới hình lục giác to và thoáng. Bên dưới có hai dải kim loại song song gắn logo Arirang. Bên hông là bảng điều khiển với các nút tùy chỉnh cơ bản trên loa kéo như màn hình đèn báo kết nối, các nút bấm điều khiển nhạc, âm thanh hệ thống, chỉnh micro, nguồn âm thanh ra vào hay công tắc nguồn. Sự khác biệt giữa chiếc loa này so với những chiếc loa thông thường khác đó chính là vị trí được đánh dấu Android Karaoke với các kết nối đặc trưng bao gồm HDMI, USB, mạng LAN. Điều đó có nghĩa rằng chiếc loa kéo di động Arirang MK3600 của chúng ta, ngoài chức năng là loa phát nhạc và đầu karaoke thì còn hoạt động như một Android Box. Vì đang có sẵn chiếc điện thoại trên tay nên ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách kết nối điện thoại với loa qua Bluetooth. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm chọn Bluetooth trên loa, sau đó bật Bluetooth trên điện thoại. Chúng ta quét và bấm chọn vào Arirang và cuối cùng là mở nhạc. Được chưa làm chi nỗi đau ai ngờ, tình yêu đôi ta như là mơ. Bao yêu thương đã muộn màng vì mình có vội vàng. Rất là dễ để kết nối và thưởng thức âm nhạc phải không quý vị? Và theo như cảm nhận của Lê Vân thì âm phát của chiếc loa này rất mạnh và sâu, âm trầm thì lại rất tốt và ổn định. Tất cả là nhờ loa phát 4 mạnh mẽ, mạng loa có độ đàn hồi cao và độ rung lớn nữa. Âm treble nghe phía cực diện loa cực hay, đáp ứng tần số cao cho công suất cực đại 600W. Tiếp theo là chức năng karaoke đã làm nên thương hiệu của Arirang. Với TV, bạn dùng dây AV hoặc HDMI để kết nối với loa. Sau khi kết nối xong thì giao diện karaoke sẽ hiện ra như thế này và bạn không cần kết nối internet cũng có thể hát bình thường. Và ngay bây giờ thì Lê Vân sẽ lấy micro không dây và remote ở trong túi phụ kiện ra để điều khiển và hát thử cho quý vị nghe một đoạn nhé. Ngoài việc hát karaoke trên TV, với loa kéo này bạn có thể kết nối loa với điện thoại, máy tính bảng hoặc có thể xuất âm thanh từ TV ra loa bằng jack bông sen, rồi vào YouTube chọn video karaoke là có thể hát bất kỳ lúc nào. Ở đây thì các bài hát được cập nhật một cách nhanh chóng, phù hợp với xu hướng hơn và thể loại nào cũng có. Chức năng cuối cùng mà Lê Vân muốn chia sẻ với các bạn đó chính là chiếc loa kéo này còn được coi như một Android Box khổng lồ. Từ màn hình đang phát karaoke, nếu bạn bấm thoát nó sẽ trở về giao diện Android Box. Các ô ứng dụng nhiều màu sắc, trang kế bên là cài đặt và tùy chỉnh hệ thống. Bạn có thể giải trí online đa phương tiện trên hệ điều hành Android, xem phim, nghe nhạc, lướt web, YouTube qua cổng kết nối USB, micro SD, LAN, Wi-Fi. Truy xuất hình ảnh lên màn hình TV qua ngõ HDMI và AV, thoải mái ca hát, nghe nhạc ngoài trời hay đi du lịch. Giá bán hiện tại của sản phẩm tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart là 7.990.000 đồng, hoàn 10% khi thanh toán bằng thẻ Vietcombank. Trên sản phẩm có tem xác nhận hàng thật và bảo hành sản phẩm 12 tháng, riêng bình ắc quy bảo hành 6 tháng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì về sản phẩm, hãy truy cập vào website mediamart.vn hoặc thế giới điện máy.com, hotline 1900 6788. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.